xin chào tất cả các bạn à, hôm nay nhà nông mình à, quay lại với những cây quất mà chia sẻ cách à, bắt quả à, vào tết thì cách bắt quả ấy, rất nhiều cách bắt quả mình nói luôn là rất nhiều cách nhá chứ không phải là bảo chỉ có một đến hai cách đâu là rất nhiều đấy uhm, như kiểu là à, những người nào có kinh nghiệm lâu năm ấy thì người ta lại hiểu biết về cây quất người ta có thể là bắt vào những thời điểm là như tháng 5 bắt được, tháng 6 bắt được, tháng 7 bắt được, tháng 8 bắt quảng được. Đấy, tháng nào cũng có một lớp nộc người ta có thể bắt được. Như các bạn mà mới trồng thì có thể là còn không hiểu, có thể là cấu mà nghe một số bạn bảo là bỏ cái lớp nộc quả ở tháng 4, tháng 5 đi, có thể là bị trượt quả. Thì để sẽ để biết thế nào, các bạn theo dõi nhé mình thì đang ngồi ở một mô hình quất hiện tại bây giờ là các bạn xem đang ra một lớp nục quả bắt đầu vừa mới rụng hoa rất là đẹp luôn đều các bạn xem thì những clip của mình ấy mình nói đây, mình xin một phút ấy, là clip của mình ấy là chỉ mang tính chất là tư vấn chứ không phải là mà, mà, bảo các bạn là phải để hoa hay để quả như thế này mình là tư vấn các bạn là làm làm sao để cuối năm có một cây quất đều và đẹp quả thôi chứ mình cũng không phải bảo là anh nhà phải để hoa tháng này hay để quả tháng này hay để như chỗ này đấy thì bây giờ mình vào à, đoạn nội dung chính nhé thì Các bạn xem đây đây là một cây quất à, được ra hoa vào bây giờ đang là hôm nay là 26 tháng 4 âm lịch thì cây quất này có hoa vào đầu tháng tư có thể là có những hoa sớm và cuối báo từ cuối tháng 3 Hiện tại bây giờ đã dụng hết hoa và cho ra quả. Và nụ hoa rất là nhiều. Thì như ở clip trước ấy, mình đã nói rồi. Cây quất có thể là ra hoa vào tháng 4, tháng 5 có thể là để được quả đến Tết. Vì Tết ấy là có thể là như mình đã nói là ở clip trước là có thể dùng C hãm hoặc là có vài mấy loại thuốc cơ ở đến tầm đó thì mình bắt đầu làm clip chuyên về thuốc hãm thì các bạn cứ yên tâm còn clip này mình đang nói cách bắt quả để quả tết thì các bạn xem như một cành tay tán như thế này các bạn xem là một lại một cây nhá Đấy. một à, tay tán như thế này thì có rất là nhiều quả luôn mà sai như cành như thế này các bạn xem này có ba quả như thế này thì mình chỉ lấy một quả thôi mình tỉa bớt hai quả đi đấy mình tỉa bớt hai quả mình chỉ lấy một quả thôi thì như cạnh dưới là bên cạnh anh thế có bốn quả mình cũng chỉ lấy một quả thôi đấy đây gọi là mình tỉa bớt đi mình để điểm khoảng à, từ một tầm hơn một tháng nữa nếu bây giờ đang cuối tháng tư gọi là mình tính là đầu năm nhá thì sang tháng 6 tiếp tục lại ra một lớp nộc hoa nữa lớp nộc hoa 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 nối chứ không phải là nộc lá tại sao vì thường thường ấy cây mình mà để hết một loạt à, quả như thế này và hoa như thế này khi cây đang nuôi quả mà đều như thế này thì không bao giờ ra được à, hoa nữa. Nó, nó có ra nhưng mà chỉ ra điểm thôi, không được ra được nhiều. Nhưng mà khi mình à, tỉa bớt quả đi, mình để điểm như thế này, mình để điểm à, mình tỉa luôn từ lúc nhỏ như này, thì cây lại khỏe, cây sẽ tiếp tục lại ra nộp hoa như thế này, khoảng à, tầm à, một tháng rưỡi. Đấy là mình tính là trung bình là cây, cây khỏe, còn cây yếu có thể là cũng tùy nhá có cây yếu ra hoa rất là nhiều luôn mà có cây khỏe ấy, thì chỉ phọt ngồng với phọt nộc thôi nộc ná ấy. đấy nó nói không phải là cây yếu mà không ra được quả cây yếu nhiều khi lại ra hoa còn sai hơn là những cây khỏe vì cây khỏe ấy, thì lại hay ra những cái ngồng nộc như thế này này các bạn này đấy lại ra những cái ngồng rất là dài luôn ngồng ná thì những cây yếu nhiều khi chỉ cây cây yếu ấy ra nộc thì chỉ khoảng tầm 5 phân đến 10 phân thôi là ra hoa nhưng mà những cái ngồng cây khỏe ấy, nó ra ngồng rất là dài luôn, có khi ra đến 2 30 phân mới ra được hoa. Thành ra là các bạn cũng không phải là so cây khỏe mà ra hoa được hay là cây yếu ra hoa được. Thì cái này thật ra là nó do cây. Có những cây khỏe là đây các bạn xem, như cây này. Thường thường cây ấy, đây là nếp nộc 2, từ lúc bắt đầu mình viết cành nên nộc lớp nếp thứ hai. Thì lớp đầu tiên khi mình viết xong thì đã ra được một nếp nộc thì nếp đó cũng có điểm một hai quả thì cơ bản mình bỏ hết rồi còn những nếp như thế này mình sẽ lấy mình xem nào mình quay cây nào. các bạn xem này như cây này là rất là như này mới là đều này các bạn xem là cây này là ra nếp nộc hai thì đây các bạn xem là như đây là một cành này chỉ có một quả nữa này mình không phải tỉa luôn mình để luôn này mình để như này để đến tết nhé à, cành này mình để đến tết như các cành này là không có quả này đấy thì cây này thưa quả như thế này thì sắp tới là khoảng tầm là từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nữa tiếp tục lại ra một lớp nộc quả nữa thì mình lớp đó mình bắt chuẩn luôn vào tết là cũng là đẹp còn nếu mà một số cây như cây nào mình quay sang như cây này thì cây này mình để vào tết cứ như này mình để vào tết luôn mình không phải tỉa luôn vì cây này quả cũng là đẹp rồi Đấy, mỗi cành người ta mỗi cành chỉ có điểm một hai quả thôi cây mau mau quá mình phải tỉa bớt đi chứ không phải là mình để được hết có những cây mình để 100 phần vào mình không tỉa đây như ví dụ này, như cây này các bạn này như cây này mình chỉ tỉa quả thôi tỉa quả là mình bắt nốt quả vào tết nhé mình không cần phải lấy lớp độc sau đâu. mình tỉa bớt đi thôi vì cây này rất là sai cành nào tay tán nào cũng có còn tay này thưa đẹp rồi không phải tỉa Còn như ở trên này hoa sai Thì mình khi nào đậu quả mình sẽ tỉa bớt đi Còn một số bạn cây bây giờ vẫn chưa ra nộc Như thế này Nộc hoa nhá Thì hết cái nớp nộc ná bánh nếp tẻ này Thì cũng chỉ khoảng tầm là sang tháng sau thôi Đừng ná cái là bắt đầu ra nộc hoa Các bạn cũng không phải no Yên tâm là cây quất của các bạn à chồng một số bạn trồng ở nhà ấy, là hiện bây giờ đang cũng hỏi là làm thế nào để cho cây quất ra hoa. Thì các bạn cũng không phải làm thế nào, cây để tự nhiên. Cây bây giờ không ra được thì chỉ trong khoảng tầm tháng 5 tháng 6 tới, hết cái nếp Nà bánh tẻ này nó sẽ ra hoa. Vì đây các bạn xem là mình cũng rất là nhiều một số cây. Đây mình sang như cây này. Thì như các cây này mới chỉ có điểm một hai quả thôi chứ còn à, vẫn còn nguyên là chưa có một à, chút gì. Đây, các bạn xem là những cành này bắt đầu điểm à, hoa rồi. đến như cành này Đấy. thì như các cây cành à, như các cây này ở các tay tán này thì khoảng à, sang đến tháng à, giữa tháng 5 là sẽ ra hoa đến đầu tháng 6 còn những cành nào mà đã ra hoa như này rồi thì mình để luôn 100% vì thời điểm này là có thể để được vào Tết. Có những cành có những quả to hơn như thế này. Ví dụ là như các quả này đây. Có thể là có những quả to hơn mình vẫn có thể để điểm được đến Tết. Vì bây giờ là có rất nhiều loại thuốc hãm cơ bản là nhiều. Các bạn cứ yên tâm, còn các bạn mà trồng tại nhà ấy, trồng ở nhà mà có một hai cây ấy, mà năm vừa rồi các bạn trồng chơi lại ấy Cây của các bạn mà xanh đẹp như thế này Xanh thôi nhá Không cần là phải tốt lắm đâu Thì để tự nhiên thôi Cũng sẽ ra hoa ra quả Cây quất này cũng khoảng ruộng quất này thì mình cũng trao đổi Với chủ vườn Cũng khoảng 1-2 tháng nay Từ lúc bẻ tay tán cũng chưa cho ăn gì Đấy. Vì bản thân là ở Trong những chậu đất như thế này Đã có một lượng phân Nhất định rồi trộn với đất với xỉ thì cây chưa nuôi quả thì cũng không cần phải nhiều chất dinh dưỡng lắm đâu. mình thử xem mà có cây quất nào quả to. À, còn một số bạn là cũng hỏi là như các cái cây quất để mình tìm. xem nào. đây rồi. À, một số bạn cũng có hỏi nhé là một số bạn hỏi là các cái nộc trên cây như thế này nọc ná như này bị thối nhũn nha, thối như kiểu là bị cháy cháy đen xong rồi xong bị thối nhũn thì hỏi bị làm sao thì mình cũng tư vấn các bạn là đây là hiện tượng bị sương, thì các bạn có thể là phun thuốc sương vào cho cây, phun được trước trời mưa thì tốt nhất, trời mưa hoặc là nắng trái táp to có thể bị sương vào sáng sớm, còn nửa đêm, thường thường là sương này do những trận mưa phun kéo mang lại. Thì cũng là đơn giản thôi ừ, hiện tại bây giờ thì nhiều một số cây là chưa ra được nhiều nọc một có bạn hỏi là cây của mình ra nọc ít lắm mà ra rất là thưa các bạn có thể là đánh thuốc ép ép ra nọc đánh thuốc ép ra ví dụ là thưa như cành này đi đấy cây này là cây nó yếu thì thật ra là cây này bị yếu các bạn xem là chỉ có thân chính thôi da rất nọc rất khỏe nhưng mà cái thân này vít cành này rất là yếu cành này nó như cầu bị gãy này các bạn xem là vết gãy lúc vít cành gãy cành yếu các bạn là có gì thắc mắc bình luận bên dưới mình sẽ trực tiếp trả lời xin chào tất cả các bạn.